Xin giao lưu anh em một pho dúi cốt bề dáng rừng nha anh em. Cây này cao từ mặt đất lên đó là 1 mét nha anh em nha, và có cái chiều dài là 1m50, và có hành ngay chỗ điểm cái câu này á, là hành của nó là 85 nha anh em. Cây này trọng lượng nặng khoảng tầm 90 kg nha. Một pho dúi cốt bề bắt câu dáng rừng khá đẹp anh em ơi. Một pho dúi cốt bề bắt câu dáng rừng rất đẹp. Rất hay nha. Rồi qua đây luôn à. Rừng tinh thông. Ngay chỗ này thì nó cũng có cái đoạn u nè. Rất đẹp. Anh em nào thiện chí thì giao lưu nha anh em. Một tác phẩm pho dúi bắt câu dáng rừng tinh thông. Khá hay anh em. Anh em nào kết thì giao lưu nha anh em nha. Chào anh em.